Xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Thì hôm nay là ngày thứ bảy, ngày mùng 1 tháng 7 nhỉ? Đúng không ạ? Hôm nay là một ngày cuối tuần. Thì có lẽ là mọi người, các bác, cô chú, anh chị cũng chuẩn bị kết thúc một tuần làm việc và chuẩn bị nghỉ ngơi bên gia đình, đúng không ạ? Thì trong cái video hôm nay em có một chút chia sẻ. Tại vì là hôm nay thì Hồ Chí Minh mưa rất là lớn, đúng không ạ? Thì nó sẽ liên quan đến cái việc mà giao nhận hàng hóa giữa bên em đối với cả khách hàng. Thì các bạn giao hàng về giao hàng tiết kiệm hoặc là bên Grab cũng vậy, là như tất cả cô chú anh chị đều biết là cũng là một công việc rất là vất vả. Và khi chúng ta đặt hàng, đúng không ạ, thì bên em review một cái sản phẩm thì đều rất là chi tiết và rất là đầy đủ các cái thông tin. Thì quý cô bác anh chị khi mà xem những cái video của bên em và đặt hàng thì bên em đều tư vấn rất là kỹ, và khi mình ra quyết định mua hàng có nghĩa rằng là mình đã tìm hiểu cái sản phẩm rất là ok rồi. Có vấn đề gì cần thắc mắc có thể là trao đổi trực tiếp với bên em, và vui lòng khi mà ship giao đến thì nhận hàng. Đấy, thứ nhất là các bạn không giao được hàng thì các bạn cũng sẽ rất là vất vả. Đấy, và bản thân shop cũng chịu thiệt thòi rất là nhiều. Thì trong cái câu chuyện hôm nay em có một cái tình huống, đó là em giao hàng Grab trong thành phố Hồ Chí Minh, cái đơn khá xa. Thì em chưa nói đến câu chuyện về tiền ship. Đấy, cái giá trị đơn hàng nó là khoảng 1 triệu thôi, nó không có nhiều. Em tin rằng là anh cũng xem được video này. Đấy. Thì em giấu tên và giấu địa chỉ luôn, bảo mật thông tin của khách hàng. Tuy nhiên là trong câu chuyện này thì khi em đã tư vấn rất là kỹ và anh đã đồng ý mua sản phẩm và anh cần nhìn giao gấp, cho nên là book Grab đó. Và trong quá trình nói chuyện thì trong cái hành trình mà biến khách hàng thành người thân và khi mà mình giao tiếp với nhau thì có những rất nhiều đơn hàng bắt buộc phải cược tiền ra. Đơn hàng này giá trị không lớn, thứ hai là anh cũng là người rất là cảm nhận, anh là một người rất là cũng là người lớn tuổi. Khách hàng của bên em là những khách hàng trung niên và những khách hàng lớn tuổi. Đấy, thì mới chơi dòng audio này. Thì là em rất là tin rằng là anh không xử sự như vậy. Nhưng mà thực tế là khi ship giao đến thì anh không nghe máy, em gọi anh cũng không nghe, đúng không ạ? Nhưng mà rất mừng là đơn hàng này cuối cùng thì cũng là thành công, đúng không? Thì trước tiên là em phải gửi lời cảm ơn anh, bởi vì đã giúp cho em cảm thấy là không bị nghi ngờ vào chính bản thân của mình. Bởi vì khi tin tưởng khách hàng và trong quá trình giao tiếp, vì như các bạn biết rồi là trong cuộc đời này khi chúng ta gặp nhau, dù chỉ là giao tiếp một đơn hàng hay chỉ là alo nói chuyện với nhau, nó cũng là một cái duyên. Trong hàng vạn hàng triệu người mà chúng ta có thể gặp được nhau, nó cũng là một cái duyên rồi, đúng không ạ? Và em luôn trân trọng tất cả những mối quan hệ và tất cả những cái giao tiếp dù là nhỏ nhất đó, và luôn trân trọng cái điều đó. Đấy, thì em tin rằng là sau khi anh đã từ chối rất là nhiều cuộc gọi của em thì em đã có nhắn tin, và đâu đó thì nhắn đó nó có lay động lên cái câu chuyện của anh, và anh đã chủ động gọi lại đó, và anh đưa ra lý do. Nhưng mà em tin rằng là anh đã không muốn nhận hàng, và thực sự điều đó là không nên. Và em mong muốn đưa cái video này lên nói với tất cả các bác, các anh, các chị, cô chú, các bạn, là dù mình mua bất cứ một món hàng nào, em cũng vậy thôi, là một người đi mua hàng mà cũng là một người bán hàng, thì mình hãy tìm hiểu kỹ về dòng sản phẩm đấy. Và mình khi mình đã mua rồi, mình đã quyết định mua hàng rồi thì mình nhận hàng. Hoặc nếu như anh chị và các bạn không muốn nhận hàng thì hãy thông tin lại cho shop sớm nhất có thể, để chúng ta không mang đơn hàng đi gửi, chúng ta không cho nó chạy vòng quanh trái đất này, để cuối cùng đem lại một cái sự gọi là rất là khó chịu, đúng không? Em cứ nghĩ rằng là em sẽ mất cái ngày cuối tuần này vì cái câu chuyện ship hàng hôm nay, bởi vì là em bị mình nghĩ rằng là chính mình đang bị sai, tức là mình nghi ngờ chính bản thân mình xử lý tình huống này quá sai, chứ không phải câu chuyện vì tiền. Đấy, riêng cái đơn hàng này nếu không thành công, ship quay về hai chiều em sẽ bỏ tiền túi ra em trả, chứ em không cần liên quan đến công ty. Bởi vì cái đó là trách nhiệm của em đã không cảm nhận đúng câu chuyện khách hàng mình bán hàng đã bị sai. Nhưng mà thực tế là đơn hàng này đã thành công nha các bạn, rất là vui, mình rất là vui, và mình thực sự là muốn gửi đến cái thông điệp đó là gì, mình
E-Way của hệ thống E-Way 301, bên mình có 4 cơ sở và bên mình là E-Way Bình Tân luôn nỗ lực đem đến cho khách hàng những sản phẩm tốt nhất, đúng với giá trị và đúng với những cái gì mà mình cam kết. Đấy. Và bên E-Way 301 Bình Tân luôn luôn nỗ lực biến khách hàng thành những người thân của mình, thực sự là như vậy, bán hàng từ tâm. Đó. Và mong rằng là những điều này cũng sẽ các bạn cũng sẽ cảm nhận được một phần. Chỉ đơn giản là câu chuyện là gì, chúng ta đồng ý về dòng sản phẩm đấy, nếu không hài lòng hay gì đó chẳng hạn, chúng ta trao tiếp trao đổi với nhau, và khi ok rồi thì mình đặt là mình nhận hàng. Mà mọi người hay nói là bom hàng đấy, mình không nên làm như vậy, rất là cực đó. Mỗi khi có một cái đơn hàng mà không giao thành công thì bản thân của mình và những anh em bán hàng cảm thấy rất là buồn, rất là buồn đấy. Thì hôm nay là một cái ngày cuối tuần thì mình cũng có đôi điều về lan man về trong cái câu chuyện này. Thì nếu như cái video này mà làm phiền các bạn thì các bạn có thể bỏ qua không xem đó. Thì cũng nhân tiện đây thì mình cũng sẽ gửi lời cảm ơn đến tất cả quý khách hàng, anh chị và các bạn đã ủng hộ hệ thống E-Way trong thời gian qua, và E-Way Mark 1 Bình Tân, và cũng như là ủng hộ kênh YouTube của E-Way Mark 1 Bình Tân. Mình đã chuẩn bị cán mốc 4.000 subscribe thì mình tin rằng là các bạn sẽ luôn luôn ủng hộ mình, chúng mình trong cái thời gian tới. Và các bạn luôn luôn nhớ là bên mình có những cái dòng phụ kiện về âm thanh đó, để gửi đến cho quý anh chị cô bác trên toàn trên mọi miền tổ quốc đó. Thì mong là sẽ được ủng hộ, và chúc quý vị và các bạn một ngày cuối tuần vui vẻ, hạnh phúc bên gia đình và người thân. Xin cảm ơn, xin chào và hẹn gặp lại.